xin chào tất cả mọi người đã xem video của Nora Nguyễn Daily nha. Hôm nay nhà em đi Cali. Rất là lâu rồi gia đình em mới đi qua bên Cali thăm nội của hai đứa nhỏ. Chiếc xe màu đen á, là chiếc xe Uber để chở hai vợ chồng em đi ra ngoài phi trường. Chồng em thì đang lấy cái ghế để cho thằng bé nhỏ em qua bển ngồi. Mấy xinh. Đây em bé nhỏ thì ngồi bên lòng của người ba. Chiếc xe này á, nó thiết kế á, là em thấy em thích á, bởi vì nếu mà chở con nít thì con nít càng thích hơn nữa. Chồng em nói á, thì cái xe này á, là chở cho những người mà đi chơi ăn khuya đó, rồi không có xe về thì họ đi Uber. Trong chiếc xe này nó cũng có cái đèn giống như đèn của vũ trường. Gia đình em thì cũng tới sân bay. Chỗ này là để cho mình check in rồi hành lý ở đây nè. Gia đình em đi có 3 vali. Mình đi hãng Delta. Đây là vé máy bay. Chồng em thì hay mua vé máy bay trên mạng á, rồi anh đem để anh scan ra thì nó ra vé máy bay để mình đi vào cổng á. Nhà em đi hãng Delta. Sau khi check in xong á, thì gia đình em sẽ đi vào đây để mình qua một cái để kiểm tra đồ đạc nữa đó. Cái này là vé, 4 vé đây và hành lý. Ở đây họ đứng đợi. Thường là chồng em sẽ đi vào cái bảng TSA check á, là nó cấm chất nổ á. Chồng em chạy xe truck á, có chở mấy cái cấm chất nổ, cho nên chồng em sẽ đi đường này và không có phải đi get line đứng đợi đây và trong đây luôn. Tại vì đi với em không có, cho nên chồng em đi đợi em đi cùng đây. Sau khi nhà em á, là làm thủ tục đầy đủ rồi thì bây giờ á, gia đình em sẽ đi đến xe lửa. Sau khi nhà em được đi lửa xong thì sẽ ghé vào đây mua một chút gì ăn. Ở đây là đồ ăn tàu. Mấy bên đây thì họ có những cái bàn để cho mấy người ngồi ăn. Là đồ ăn mới nãy em mới mua. Ở đây có giá là 18 đồng 91 cent. Anh mới xin với em ăn đi.
nhà em cũng tới rồi. Và bây giờ nhà em sẽ đi lấy hành lý. Em sẽ ghé ở đây em mua một ly cà phê sữa em muốn. Lấy đồ xong á bà cô chú thì em và hai đứa con á sẽ ngồi ở đây để cho chồng của em đi mướn xe. Đúng rồi, new car cho Mason á. Sau khi em đợi chồng em đi lấy xe lại á thì nguyên gia đình em sẽ đi về nhà nội của Mason á. Ở phía trường này là John Gwen á. Hello Mason. Hello. Phía trường này nó gần nhà mình hơn. Vậy mình đi bao nhiêu phút anh hả? Khoảng 25 phút. 25 phút. Từ đây mà chạy về nhà của chồng em thì 25. Mình nhìn cây này là mình biết ở đâu rồi ha. Tại vì em thấy ở bên Cali mới có cây này ha. Cây giống như cây dừa. Vậy là tới nhà rồi, em cũng không biết cảm giác khi hai đứa nhỏ gặp bà nội sẽ ra sao. Bởi vì lần đầu á, Cason là thằng bé nhỏ nhà em mới biết mặt của bà nội. Còn anh hai lớn thì đã biết bà nội rồi. Hi children. Anh mở cho con. Mời Cason xuống đi. Giống con quá à. Dạ ớn không anh. Anh không đi, anh không. Hai bà. Không quen ai hết á. Ồ bảm nè, bà bảm con nha. Bà nói nè. Sau khi gia đình em tới nơi thì gia đình em sẽ chuẩn bị đi ra ngoài bò 7 món ăn cùng với lại cậu hai. Và gia đình em sẽ ăn ngay chỗ thiên ân bò 7 món. Em nhìn xung quanh thì em thấy đa số trong đây là gia đình dắt vào đây ăn rất là nhiều. Và mình nhìn xung quanh thì em thấy ở đây nó trang trí những các loại cây nè. Hôm nay nhà em đi ăn gồm có 8 người lớn và 3 em bé. Đây là cái cuốn thiên ưng bò 7 món của menu. Và không những có bò 7 món mà nó có chả giò. Và mình nhìn lên đây thì nó sẽ ghi ở đây bò 7 món. Nó có tất cả cái món này để ở đây. Không chỉ riêng về bò 7 món thì ở đây nó cũng có để là seafood thì có tôm và cá bông lau. Đặc biệt cá bông lau ở đây nó nướng rất là ngon. Và bò mình có thể làm BBQ hay là hot pot, là giống như là cái lẩu để mình nhúng vô để mình cuốn bánh tráng mình ăn. Và cũng có là bò cuốn lá lốt. Và cũng có bán rượu và nước giải khát. Thì đầu tiên là cái dĩa này là rọi tôm.
Cái vị ở đây là ngọt ngọt, chua chua. Mình ăn cùng với bánh mồng tôm. Và họ có cho mình một cái dĩa rau để một chút mình cuốn với lại bánh chén, ăn cùng với lại bò nhúng. Chén này là mắm nêm để một chút mình ăn cùng với lại cá bông lau nướng. Cả nhà biết cái này là cái gì không? Cái nước súp trong đây á, để một hồi mình lấy cái bò mình nhúng vào đây rồi cho nó chín, rồi mình cuốn với bánh chén để mình ăn. Còn cái dĩa này là dĩa bò tươi để mình nhúng vào cái nước đó. Và đây là con cá bông lau nướng, mình ăn kèm với lại rau sống và cuốn với lại bánh chén ăn với mắm nêm. Nhắc tới bò bảy món thì mình không thể nào quên là bò để mình nướng lên cái chảo này cho nó chín để mình cuốn cùng là bánh tráng ăn luôn. Và đây cũng là món cuối cùng, đó là chả đầm, mình ăn với lại bánh mồng tôm. Cả nhà ơi, video của em xin kết thúc tại đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, share và ủng hộ kênh của em càng ngày càng phát triển nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.